con nói cái gì luôn. Là như nào? Không làm gì. Không yêu thương mẹ. Không yêu thương như nào? Ê này, bố hôm đấy con đang làm cái váy nổ bếp cho búp bê à? Nhưng mà sao con lại mắng bố? Bởi vì bố không yêu thương mẹ. Bố không yêu thương mẹ đâu. Em bảo là bố không yêu thương mẹ. Ừ? Bố không cho mẹ làm cái gì? Bố chả hiểu con nói cái gì luôn. Nào ôm mẹ này. Là như nào? Hả? Là như nào? Trâu mà làm. Bố không hiểu nổi con luôn. Hiểu gì? Mẹ.